Xin chào các bạn đã đến với FPT Shop Channel. Thì trên tay mình đang là chiếc Zenfone 3 Max màu gold được Asus giới thiệu cách đây không lâu trong sự kiện Zenvolution. Sản phẩm hướng đến người sử dụng cần một thiết bị có pin lâu hơn và được trải nghiệm nhiều hơn và trong tầm giá từ khoảng 4 đến 5 triệu. Và trong clip ngày hôm nay thì mình sẽ cùng các bạn đánh giá nhanh chiếc Zenfone 3 Max này nhé. Và trong năm nay thì mình đánh giá cao cũng như là ấn tượng với thiết kế cùng mức độ hoàn thiện các sản phẩm của Asus. Và chiếc Zenfone 3 Max này thì có thiết kế kim loại nguyên khối với độ mỏng là 8.55mm cùng trọng lượng là 148g. Các góc cạnh của máy được bao cong mềm mại nên trong máy nhỏ gọn và cầm vừa tay, mang đến một cảm giác cầm nóng rất là thoải mái dù là các bạn cầm trong thời gian lâu. Zenfone 3 Max có màn hình 5.2 inch được bao phủ bởi lớp kính cường lực cong 2.5D nên trong máy có vẻ liền lạc và đẹp hơn. Phía trên chúng ta có loa thoại, cảm biến cũng như là camera trước 5MP. Phía dưới là logo của Asus và Asus cũng đã đưa cái ba phím điều hướng vào phía trong màn hình. Mình thì cá nhân mình không thích điều này bởi vì trong ba phím này khá là chiếm diện tích của màn hình. Giá như mà Asus đưa nó xuống phía dưới và bỏ cái logo Asus này đi thì mình sẽ đánh giá cao hơn. Ở phía trên của máy thì chúng ta có sắt cắm tai nghe 3.5, phía dưới là sạc USB và mic thoại. Cạnh trái chúng ta có khay SIM, ở đây máy sử dụng hai SIM là một nano SIM và một micro SIM. Trong đó SIM micro thì có thể sử dụng để làm khe cắm thẻ nhớ. Cạnh phải chúng ta có phím tăng giảm âm lượng cũng như là phím nguồn, thì các phím cho độ nảy khá là tốt. Phía sau của Zenfone 3 Max có một thiết kế khá là quen thuộc khi máy được chia làm 3 phần bởi hai đường cắt kim cương. Ở giữa là kim loại, còn ở hai trên là mảnh nhựa để bắt sóng. Ở đây chúng ta có một camera chính 13MP, cảm biến vân tay một chạm, đèn flash và một mic phụ. Phía dưới chúng ta có logo của Asus và loa ngoài. Máy có màn hình 5.2 inch, độ phân giải HD cùng tấm nền IPS cho màu sắc hiển thị thực và không quá sặc sỡ, cũng như là góc nhìn tốt và độ sáng cao. Camera chính của Zenfone 3 Max có độ phân giải là 13MP, kèm theo đó là các bạn có nhiều chế độ chụp ảnh, ví dụ như chúng ta có HDR làm đẹp, hoặc là chế độ siêu phân giải. Ở chế độ siêu phân giải, máy cho phép các bạn chụp cùng lúc nhiều tấm hình để cho ra một tấm ảnh có độ phân giải cao. Camera trước của Zenfone 3 Max thì có độ phân giải là 5MP, kèm theo đó các bạn có nhiều chế độ làm đẹp cũng như là chỉnh ảnh để cho ra những tấm ảnh selfie đẹp hơn. Zenfone 3 Max được trang bị vi xử lý MediaTek MT6735, lõi tứ xung nhịp 1.4GHz, RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB, máy chạy hệ điều hành Android 6.0 với giao diện đẹp mắt. Ngoài ra, máy còn được trang bị nhiều tính năng cử chỉ thông minh, chẳng hạn như các bạn double tap vào màn hình để mở khóa, hoặc là các bạn vẽ chữ C để mở các ứng dụng, mở camera chẳng hạn. Ngoài ra, các bạn có thể cài đặt thêm nhiều chữ khác. Hoặc là ở đây, máy cũng trang bị cho chúng ta tính năng sử dụng một tay, đó là các bạn chỉ cần nháy đúp vào phím Home là sẽ kích hoạt cái này. Và các bạn có thể tùy chỉnh được cái màn hình lớn hay nhỏ nữa. Đi cùng với máy là viên pin với dung lượng 4100mAh. Với viên pin này thì Zenfone 3 Max cho chúng ta một thời lượng pin đủ để sử dụng liên tục trong suốt một ngày dài. Với một cấu hình như vậy thì Zenfone 3 Max hoạt động mượt mà các ứng dụng cũng như là thao tác công việc hàng ngày của các bạn. Và việc chơi các tựa game nhẹ như là Super Surfer hay là Temple Run thì máy cũng hoạt động hoàn toàn ok. Với một số tựa game nặng, ví dụ như là Asphalt 8 thì Zenfone 3 Max chơi tốt ở cấu hình mức độ trung bình, mượt mà và cho trải nghiệm tốt. Tuy nhiên khi mà chỉnh ở mức độ cấu hình cao, đồ họa cao nhất thì Zenfone 3 Max lại tỏ ra hơi đuối so với game này. Nhưng nhìn chung thì máy hoạt động tốt và đáp ứng hầu hết các nhu cầu giải trí cũng như là công việc hàng ngày của chúng ta. Với một thiết kế đẹp, sang trọng, cấu hình tốt, trang bị một pin pin khủng và có cảm biến vân tay. Và bên cạnh đó thì giá của Zenfone 3 Max cũng khá là hợp lý với 4.490.000 đồng tại FPT Shop. Thì rõ ràng đây là một gợi ý tốt cho những bạn đang có nhu cầu mua một chiếc smartphone tầm trung. Vừa rồi mình cũng đã đánh giá nhanh về chiếc Zenfone 3 Max. Thì các bạn thấy chiếc điện thoại này như thế nào? Cho mình biết ý kiến của các bạn ở comment bên dưới nhé. Nếu clip này hữu ích thì đừng quên like cũng như là subscribe FPT Shop Channel. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những clip lần sau.